Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Để tới được cái ngày hôm nay á, thì tụi em đã đi một cái chặng đường rất là dài. Và cái chặng đường đó thì tất nhiên là phải có rất là nhiều sự chuẩn bị, không chỉ của em mà còn cả từ phía hai gia đình. Nói chung là phải làm rất là nhiều thứ để cho hai gia đình, hai bên công nhận. Khi mà được sự đồng ý của hai bên rồi thì mọi chuyện nó cũng dễ. Chuẩn bị cho những cái nghi thức rồi rất là nhiều thứ, tụi em cũng thấy rất là mệt. Nhưng mà sau cái mệt đó là cái niềm vui của cả hai, để tụi em biết được chặng đường cuối cùng mà tụi em đi đến sẽ là cái hạnh phúc mà ngày hôm nay mà tụi em sắp được trải qua. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh Giuse Hoàng Minh Quân và chị Marta Lê Thị Tuyết Kha, cái ngày mà hai anh chị quyết định kết hôn với nhau để sống với nhau, sống trọn đời bên nhau. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mà chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác nhau của hôn nhân như chính người dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã một mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Người chồng phải yêu thương vợ như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Anh Giuse Hoàng Minh Quân xin nhận em Marta Lê Thị Tuyết Kha làm vợ của anh. Em là Marta Lê Thị Tuyết Kha, nhận anh Giuse Hoàng Minh Quân làm chồng của em. Và xin giữ lòng chung thủy với em. Và hứa giữ lòng chung thủy với anh. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Marta Lê Thị Tuyết Kha xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Hoàng Minh Quân xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạ thưa cộng đoàn, giờ đây
hai anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Cộng đoàn giáo xứ chúng ta nhổ một tràng pháo tay để chúc mừng hai anh chị và chúc mừng gia đình. Kính chào tất cả ông đại diện cũng như là quý họ thân tộc của họ nhà trai và quý thân tộc của họ nhà gái. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình đã bàn bạc trao đổi để chọn ngày hôm nay là ngày vừa là hỏi vừa là xin dâu dẫn dâu cho hai cháu. Phong tục Việt Nam mình thì miếng trầu cau là đầu câu chuyện, nhưng mà đây thì hai ông đại diện dùng lễ rượu là để là đầu câu chuyện để tổ chức cái lễ cho hai cháu mà hai bên gia đình đã ủy thác. Xin phép chúng tôi. Oh, no.
Sớm sinh quý tử, đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng hòa thuận, trăm năm hạnh phúc. I've done. You know my struggle, my lonesome, wretched heart. You know the things I've done. It must be love. Chúc hai con là trăm năm hạnh phúc. Every mistake, every disaster, when I'm run away, love's running faster. Ooh. Only love would take me back again when I've been caught with blood on both my hands. There's no disaster, when I run away, love's running faster. Every mistake, every disaster, when I run away, love's running faster. Every mistake, every disaster, when I run away. Con mình. Và trước khi con đi theo các anh trên kia, con muốn viết một lá thư để nói những lời từ đáy lòng mình với ba. Hôm nay chắc cũng không phải là lần đầu ba nắm tay con như thế này. Trên con đường ba con mình đi suốt gần 30 năm qua, thật sự nhờ cái siết tay này đã giúp con và ba vượt qua rất nhiều thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Vòng tay của ba từng che chở con những lúc gia đình mình lưu lạc xa xứ. Cũng vòng tay đó đã giúp con trưởng thành và lớn lên với đầy đủ tình yêu thương của cả ba và mẹ. Đủ cơm ăn, áo mặc, được ăn học đến nơi đến chốn như chúng bạn. Nên dù cuộc sống gia đình mình còn nhiều khó khăn, con vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Con cảm ơn ba đã đổ bao giọt mồ hôi, bao giọt nước mắt để có được miếng cơm manh áo, nuôi chị em con ăn học bằng người mà ba chẳng bao giờ than thở. Khi lớn lên, con biết thêm được nhiều thứ, nhưng
có lẽ con gái lại xa ba mẹ hơn. Và đôi lúc con lại thật vô tâm khi chưa hiểu hết được ba mẹ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn thấy may mắn vì được làm con của ba. Ba luôn dạy con sống trên đời trước hết phải có hiếu, có lương tâm đạo đức tốt, có ý chí thì mới thành công. Ba hay nói với con, đừng trách ba không giàu có bằng người khác, để các con được thấy sung sướng hơn. Nhưng ba sẽ không để các con phải khổ cực. Con sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của ba. Khi nào lớn lên, làm cha, làm mẹ, thì con mới biết được ba yêu thương các con nhiều như thế nào. Nhưng đến khi các con hiểu được thì sẽ chẳng còn ba trên đời này nữa đâu. Ba ơi, con không chắc mình sẽ tốt hơn nữa, mà con chỉ hứa với ba rằng con sẽ cố gắng hết sức để tốt hơn mỗi ngày, để không phụ sự kỳ vọng của ba. Và ba biết không, sau hôm nay con sẽ nắm tay một người khác đi một chặng đường mới. Nhưng con biết ba vẫn sẽ luôn dõi theo và cầu chúc mọi điều hạnh phúc nhất cho con. Con yêu ba nhiều lắm.